Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 11 năm 2008. Chúng ta đang ở tại Sâm Hạ, Làng Mai, trong thiền đường Hội Ngàn Sao. Và hôm nay chúng ta nghe bài pháp thoại đầu của khóa tu An Cư Kết Đông 2008-2009. Ngày hôm qua đại chúng đã vân tập tại thiền đường nước tỉnh Sâm Thượng để làm lễ đối thú an cư. Và mình được biết rằng năm nay tại Làng Mai có tới 52 vị cư sĩ được an cư kết đông suốt 3 tháng với các thầy, các sư cô. Thường thường người cư sĩ thì bị bận biểu công ăn việc làm, ít khi mà để ra được 3 tháng thực tập an cư kết hạ hay là an cư kết đông. Mà bây giờ tại Mai Thôn Đạo Tràng mà chúng ta có tới 52 vị có thể theo được khóa an cư kết đông 30 tháng, đó là một tiến bộ. Nghe nói ở bên Đức, tại trung tâm từ thị Hohenau cũng có tới 50 vị cư sĩ an cư kết đông trong 3 tháng dưới sự hướng dẫn của các vị giáo thọ Kha và Helga ở bên đó. Ngày xưa trong thời Đức Thế Tôn tại thế thì chỉ có thầy các sư cô an cư kết hạ mà thôi. Bây giờ chúng ta có những người cư sĩ an cư kết hạ, an cư kết đông, đó là một sự tiến bộ. Chúng ta làm ăn khá hơn thời của Đức Thế Tôn rồi, và Ngài rất là mừng. Chúng ta nên chấp hành cái luật lệ an cư cho nghiêm chỉnh. Chúng ta đừng đi ra ngoài, không có được đi ra ngoài cái giới trường. Và chúng ta làm thế nào để mà mỗi giây phút của đời sống hàng ngày trong khóa an cư đều trở thành một giây phút của sự tu tập. Tu tập để có an lạc, để có hạnh phúc, để chịu hóa những đau buồn, những khó khăn ở trong lòng của mình. Tu tập với tăng thân thì nó dễ dàng hơn là tu tập một mình. Tại vì tăng thân có năng lượng tập thể, mà chúng ta biết năng nương vào cái năng lượng tập thể đó thì chúng ta dễ phát khởi niệm lực và định lực nhiều hơn. Tại vì chung quanh ta có những người đang thực tập, các thầy, các sư cô, các vị cư sĩ, và trong khi thực tập và đi đứng nằm ngồi nói năng có chánh niệm thì họ chế tác ra cái năng lượng chánh niệm, chánh định, và cái năng lượng đó sẽ nâng đỡ mình, sẽ bảo hộ cho mình để mình có thể trở về với chánh niệm và chánh định thành năng lượng tập thể, rất là có ích lợi cho mình. Khi mình về quy tụ lại một chỗ để an cư thì mình thừa hưởng được cái năng lượng đó. Các thầy ở bên Âu Châu, ở bên Mỹ Châu, các hòa thượng, các thượng tọa đều ý thức được cái sự cần thiết của 3 tháng an cư. Nhưng mà các ngài đã cố gắng hết sức
Nhưng mà có những chỗ các thầy, các sư cô quy tụ lại mà cũng chỉ ăn cư được vài ba tuần mà thôi, rất là tội nghiệp. Tại vì công việc Phật sự rất nhiều. Mà mình đánh mất cái truyền thống 3 tháng ăn cư là mình lỗ vốn rất là nhiều. Và chúng ta có hạnh phúc ở Mai Thông Đạo Tràng, chúng ta chưa bao giờ đánh mất cái truyền thống 3 tháng hết. Vì vậy cho nên hôm qua trong lễ đối thú ăn cư ở tại Sông Thượng, thầy có thắc bạch, thầy nói rằng thầy cảm ơn Đức Thế Tôn đã thiết lập ra cái thể chế an cư 3 tháng. Nhờ đó mà thầy được ở lại với chúng 3 tháng. Nếu không, thiên hạ ở các nước đòi hỏi thầy phải đi chỗ này chỗ khác. Thành ra mình có được 3 tháng an cư là rất hay. Cảm ơn Đức Thế Tôn đã cho chúng ta có cái cơ hội khỏi đi đâu hết trong 3 tháng. Và nhất quyết là chúng ta bám lấy cái truyền thống này. Ít nhất là phải có 3 tháng không đi đâu hết. Và thầy đã tắc bạch rằng là đại chúng tăng là chỗ nương tựa của thầy và niềm hạnh phúc của thầy. Và trong 3 tháng được có chỗ nương tựa, được có nguồn hạnh phúc thì đó là một điều rất là may mắn. Và thỉnh cầu đại chúng tiếp tục làm chỗ nương tựa cho thầy và làm niềm vui cho thầy. Cho nên khi mà chúng ta có ý thức rằng chúng ta đang được ăn cư 3 tháng thì cái ý thức đó đem lại hạnh phúc rất nhiều. Tại vì ở trên cuộc đời này, dầu là trong cái giáo đoàn Phật giáo, cũng có nhiều người không có khả năng dừng lại để mà an cư trong 3 tháng. Sáng nay, trong khi vặn nước để rửa mặt, thì thầy cảm thấy những ngón tay tiếp xúc với nước chảy từ trong vòi ra rất là mát. Ý thức được rằng nước từ nguồn suối cao, nước từ nguồn đất sâu đi tới tận cái phòng tắm của mình. Và ở ngoài trời lạnh, cho nên nước ở trong vòi nó cũng lạnh. Và khi mình đưa lên để mà thấm ướt 2 con mắt của mình thì nó rất mát, nó là cam lồ. Và 2 con mắt mình nó được cái nước lạnh, nước mát nó thấm vào, tỉnh ra. Và thầy rất là hạnh phúc trong cái giây phút đó. Chỉ cần vặn nước lạnh ra, chỉ cần đưa 2 ngón tay thấm vào nước lạnh, đưa lên phá vào 2 con mắt mình với chánh niệm, điều đó cũng đã làm cho mình rất là có hạnh phúc. Và trong khi mình chảy răng, mình có sự thảnh thơi và mình thong thả, mình chảy với cái răng của mình an trú trong giây phút hiện tại, thì trong mấy phút đồng hồ chảy răng đó mình cũng có hạnh phúc lắm. Hạnh phúc nó tùy ở nơi mình, tùy nơi mình có chánh niệm hay không, có chấp định hay không. Hồi nãy trước khi bắt đầu pháp thoại thì thầy nghe tiếng chuông của sư cô Thi Nghiêm. Thì nghe tiếng chuông thì mình trở về với giây phút hiện tại và mình thấy rất rõ ở ngoài kia bên tay trái có vườn tre, bên tay phải có rừng cây. Và mình thấy rõ ràng rằng là mình đang ở đây. Và tiếng chuông đưa mình về cái quê hương đích thực của mình.
lắng lòng nghe, lắng lòng nghe tiếng chuông mầu nhiệm đưa về quê hương. Ở Việt Nam lâu nay thường hạ ưa hát cái bài quê hương là chùm cây ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học, và con dù biết thì trong cái tinh thần thực tập của mình, quê hương nó khác hơn cái đó. Quê hương không phải là nó chỉ nằm ở trong kỷ niệm, mà mình mang cái kỷ niệm đó đi theo. Tại vì chùm cái ngọt có thể là thuộc về quá khứ, con diều biết có thể thuộc về quá khứ. Cố nhiên là có những người trong chúng ta trong cái hồi còn thơ ấu đã có những giây phút hạnh phúc của tuổi thơ, và khi mà lớn lên thì chúng ta bận biểu đi vào cuộc đời. Vì vậy cho nên chúng ta nhớ lại những giây phút của tuổi thơ, giây phút mình được thả diều, mình được leo lên cây khế, hái trái khế, mình bắt bướm trên đường đi học. Có thể là trong những cái giờ phút mà mình thả diều, mình bắt bướm, mình có hạnh phúc thật, nhưng mà có thể là mình cũng có ý thức rằng là mình đang có hạnh phúc. Có hạnh phúc là một chuyện, mà ý thức rằng mình có hạnh phúc là một chuyện khác. Có may mắn là một chuyện, mà ý thức rằng mình có may mắn là một chuyện khác. Ý thức đây tức là chánh niệm. Thì khi mà mình hát cái bài quê hương là chùm khế ngọt, là con diều biếc, là con đoàn nhỏ, thì mình hoài niệm, mình nhớ lại cái thiên đường ngày xưa. Và vì vậy cho nên cái quê hương đó có thể là một quê hương đã mất, quê hương tuổi thơ. Và quê hương đó chỉ là kỷ niệm thôi, nó không phải là thực tại. Trong khi đó là người tu, thì quê hương của mình nó là hiện tại. Quê hương ngày xưa có thể là cái chuối, nhưng bên này làm gì có cái chuối, bên này có cái sồi và có cái táo. Thì không phải quê hương chỉ là cái chuối hay là cái đa, mà quê hương cũng có thể là cái sồi hay là cái táo. Vì vậy cho nên ngay trong giây phút hiện tại, ở trên mảnh đất này, mình có thể tiếp xúc được quê hương. Và khi mình nghe tiếng chuông, mình trở về với hơi thở, mình thấy được mình đang có mặt, và sự sống màu nhiệm đang có mặt quanh mình. Mây trắng, trời xanh, cây táo, cây sồi, những người bạn tu đang ở xung quanh mình, tất cả những cái đó nó đều thuộc về quê hương hết. Và những điều đó nó có mặt trong giây phút hiện tại. Dù chùm khế ngọt không có đó, dù con đò nhỏ không có đó. Và vì vậy cho nên tu tập là để có được cái quê hương ngay trong giây phút hiện tại. Ở đâu mình cũng thoải mái được cả, ở đâu mình cũng có quê hương cả. Quê hương đó là sự sống. Có những cái ở trong hiện tại mình không có trân quý, để cho đến khi mà những cái đó không còn nữa, hoặc là mình xa cách thì mình mới trân quý. Và nếu khi mà xa cách rồi mà trân quý thì cái đó nó thuộc quá khứ, nó là quê hương quá khứ. Và đối với người tu của chúng ta thì quê hương nó phải có mặt trong giây phút hiện tại. Đó gọi là quê hương đích thực, là true home.
quê hương đích thực là tru hôn, chứ không phải là hoài niệm về quá khứ. Vậy mình tu tập như thế nào để cho tăng thân trở thành quê hương của mình? Tăng thân khắp chốn, tăng thân là niềm vui của mình. Thì đầu mùa ăn cư này chúng ta thấy có nhiều thầy, nhiều sư cô, nhiều đạo hữu từ các nơi khác quy tụ về, và mình có cái niềm vui mình được gặp nhau như là một tăng thân, và mình khởi đầu cái mùa ăn cư kết đông của mình bằng cái niềm vui đó. Cho nên trong 3 tháng ăn cư mình phải làm sao cho quê hương đích thực có mặt ở ngay đây. Mùa ăn cư kết đông này ở Xóm Thượng thầy có 2 thị giả mới là Đức Tạng và Pháp Thuyên. Nghe đồn là Đức Tạng ở mùa đông này ở lần mai thôi, sau đó phải về sư phụ bắt về để lo tu viện ở bên đó, chắc làm trụ trì. Thầy nói con phải thưa với sư phụ là con phải tốt nghiệp ở lần mai mới được chứ, phải ở đây tu tập cho đến khi làm giáo thọ tập sự, làm được trường đăng rồi mới về chứ. Viết thư cho sư phụ đi. Nếu chúng ta nương vào đại chúng, nương vào tăng thân để tu tập, nếu chúng ta lấy cái khung cảnh của khóa tu làm quê hương, thì chúng ta sẽ có nhiều hạnh phúc. Chủ đề của khóa tu năm nay là con đường của Bụt, The Path of the Buddha. Con đường mà Bụt đã đi, và con đường Bụt chỉ cho chúng ta đi. Con đường đi tới hạnh phúc, con đường đi tới chuyển hóa khổ đau, The Path of the Buddha, tức là Phật đạo. Phật đạo, con đường của Bụt. Chúng ta có những khóa tu trái tim của Bụt, con mắt của Bụt, bước chân của Bụt. Bây giờ chúng ta có khóa tu con đường của Bụt. Thì chúng ta có thể đặt câu hỏi, năm nào mà chúng ta không học về con đường của Bụt? Đâu phải chỉ năm nay mới học về con đường của Bụt. Tất cả những gì ta học ở trong kinh luật luận đều là con đường của Bụt hết. Tại sao đặc biệt năm nay lại nêu ra cái đề tài con đường của Bụt? Tại vì nó có một cái nhu yếu mới. Tại vì thế giới của chúng ta đang đi tới một cái trật tự mới, gọi là toàn cầu hóa. Toàn cầu có một cái trật tự mới gọi là global order, một trật tự toàn cầu mới, a new global order. Tại vì kinh tế nó cũng đang toàn cầu hóa, chính trị nó cũng đang toàn cầu hóa, và giáo dục cũng đang đi trên con đường toàn cầu hóa. Bởi vì vậy cho nên luân lý đạo đức cũng phải đi trên con đường toàn cầu hóa. Thì một cái trật tự toàn cầu hóa, nó bắt buộc phải có một nền đạo đức toàn cầu hóa, một cái nền đạo đức mà được chấp nhận bởi tất cả nhân loại. Tại vì lâu nay chúng ta có những cái nền luân lý đạo đức riêng cho từng giống dân, từng nền văn hóa. Và mỗi cái nền đạo đức như vậy, mỗi cái nền luân lý như vậy, nó có những cái giá trị riêng, nó có những cái tiêu chuẩn riêng. Thì bây giờ làm sao để đi tới một cái sự công nhận những cái giá trị chung,
những cái giá trị chung, những cái common values, để có thể thiết lập ra một cái nền luân lý đạo đức toàn cầu. Vì vậy cho nên một cái trật tự toàn cầu mới thì nó đòi hỏi một cái nền đạo đức toàn cầu mới. A new global order calls for a new global ethic. Một cái trật tự toàn cầu mới nó đòi hỏi một cái nền đạo đức toàn cầu mới. Mà chúng ta là những người đã tu tập theo đạo Phật, mà chúng ta có bổn phận phải nói lên là đạo Phật có thể đóng góp được gì trong cái sự xây dựng một cái nền đạo đức toàn cầu mới. Có những yếu tố nào trong đạo Phật có thể đem ra để mà đóng góp làm thành ra một cái nền đạo đức toàn cầu mới? Cố nhiên là trên thế giới có những cái truyền thống khác nhau, có những cái nền tuệ giác khác nhau. Và mỗi truyền thống như vậy có những cái thấy, có những cái tuệ giác và có những cái kinh nghiệm về đạo đức, về luân lý. Thì mỗi cái tôn giáo, mỗi cái nền triết học đều có cái thấy của mình và có cái kinh nghiệm của mình, và đều có thể đóng góp được cái phần của mình vào trong một cái nền đạo đức toàn cầu, a global ethic. Vậy thì đứng về phương diện Phật giáo, chúng ta có những cái gì quý giá và có thể đem ra để đóng góp được cho cái nền đạo đức toàn cầu đó? Đó là chủ đề của khóa tu mà trong năm nay. Con đường của Bụt, những đóng góp của Bụt, của đạo Bụt cho một nền đạo đức toàn cầu, những đóng góp của Phật giáo, Buddhist contribution, những đóng góp của đạo Bụt cho một nền đạo đức toàn cầu, Buddhist contribution to a global ethic. Vì vậy cho nên chủ đề của chúng ta, chủ đề của khóa tu chúng ta trong mùa ăn cư kết đông năm nay là con đường của Bụt, những đóng góp của đạo Bụt cho một nền đạo đức toàn cầu. The path of the Buddha, Buddhist contribution to a global ethic. Và chúng ta có 3 tháng để đi sâu vào vấn đề này. Và những bài giảng của chúng ta, những bài thuyết pháp của chúng ta do thầy nói, nó sẽ bằng tiếng Việt, nó sẽ được dịch ra tiếng Anh và tiếng Pháp. Rồi sang năm trong khóa tu 21 ngày, chúng ta sẽ lấy lại đề tài này và chúng ta cô đọng lại để làm thành một khóa tu 21 ngày. Và khóa tu 21 ngày sẽ được giảng bằng tiếng Anh, cũng cùng một cái chủ đề là The Path of the Buddha, Buddhist Contribution to a Global Ethic. Mình học khóa tiếng Việt rồi, sang năm lại được học lại cái khóa đó bằng tiếng Anh, cô đọng lại trong 21 ngày. Bây giờ chúng ta có tới 90 ngày, sướng không? Và chúng ta đi sâu. Thì cũng như ngày xưa chúng ta có khóa trái tim của Bụt 90 ngày, hơn 90 ngày, bằng tiếng Việt, trái tim của Bụt. Rồi sau chúng ta cô đọng lại thành khóa tu trái tim của Bụt 21 ngày bằng tiếng Anh. Thành khi mà mình nắm vững được cái nội dung của khóa tu 90 ngày thì tới cái tháng 6 khóa tu 21 ngày mình có thể đóng góp được nhiều trong những cái buổi pháp đàm chia sẻ và hướng dẫn cho các bạn mới tới.
cách học chúng ta nó không có giống như cách học ở các trường đại học. Chúng ta không có phải đọc sách quá nhiều. Tại các trường đại học thì đọc sách, phải đọc sách nhiều sách lắm. Đọc thiệt máu, tại vì có quá nhiều tài liệu để đọc. Tại vì tại các trường đại học thì chú trọng nhiều hơn về cái kiến thức khái niệm. Còn ở đây thì chúng ta chú trọng hơn về cái sự quán chiếu. Bởi vì cho nên tài liệu nhiều quá thì không có thời giờ để quán chiếu. Chúng ta có thể đọc một trang mà đọc rất là mau trong vài phút. Nhưng mà chúng ta chỉ tiếp xúc được vài cái ý thôi. Chúng ta không có cơ hội quán chiếu về những ý đó. Nên cách của chúng ta rất là khác với cách của các trường đại học. Chúng ta đọc rất ít, nhưng mà chúng ta quán chiếu rất là nhiều. Thì trong khóa tu này, cái vị trí sẽ được trao cho những cái tài liệu để đọc, nhưng mà rất là ít. Trước hết là một cái tài liệu phát xuất từ một cái hội nghị thượng đỉnh về tôn giáo ở Chicago. Chicago năm 1993 có một cái hội nghị thượng đỉnh về tôn giáo, The Parliament of World Religions, The Parliament of World Religions. Và hội nghị thượng tôn giáo này nó có đưa ra một cái bản tuyên ngôn về đạo đức toàn cầu, Declaration toward a Global Ethic. Và chỉ có chừng 10 trang để cho quý vị đọc thôi. Đọc để mà suy nghĩ, đọc để mà quan chiếu, đọc để thấy rằng mình có thể đóng góp được cho cái nền đạo đức toàn cầu đó về những phương diện nào. Cái tài liệu này bằng tiếng Anh. Và nếu quý vị lên mạng thì cũng có thể tìm được tiếng Đức khó dịch. Có thể cũng có bằng tiếng Pháp. Thành ra thầy giao cho các thầy các sư cô trách nhiệm lên lấy cái tài liệu đó từ trên mạng xuống bằng tiếng Anh, tiếng Pháp. Mà thầy không nghĩ rằng nó đã có tiếng Việt. Vì vậy cho nên có thể mình phải dịch bằng tiếng Việt và tiếng Hoa. Nhà thần học Hans Kung, người Đức, đã báo cáo về buổi họp của cái hội nghị đó của các tôn giáo trên thế giới ở trong cái tập này, Special Declaration, The Declaration of a Parliament of World Religions, bản tuyên cáo của hội nghị các tôn giáo thế giới, a Global Ethic. Đó là một tài liệu mà chúng ta sẽ sử dụng để quan chiếu. Và trong khi mà chúng ta sử dụng tài liệu này thì những cái tuệ giác, những kinh nghiệm của chúng ta nó sẽ được xúc chạm và nó sẽ nảy sinh ra. Và những cái mà nó nảy sinh ra đó là những cái đóng góp của chúng ta cho nền đạo đức toàn cầu. Bây giờ thầy giao cho thầy Pháp Hữu làm sao để tuần sau là mình có cái bản đó bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Việt hả? Mỗi người có một bản. Tiếng Việt nó có chữ đạo đức, nó còn có chữ luân lý. Thường thường chữ luân lý để là dùng để mà dịch chữ morality. Và chữ đạo đức cũng có thể dịch là morality được. Và cũng có thể dịch là ethic. Chữ luân lý nó bắt nguồn từ một chữ Hán, luân lý. Luân nó có nghĩa là cái cách thức hành xử giữa người với người. Hành xử như thế nào để đừng có khổ đau, để có hạnh phúc. Một cái code of behavior, một cái lề lối hành xử như thế nào
giữa con người với con người, để cho giảm thiểu những khổ đau, khó khăn, để cho có hạnh phúc. Có danh từ nhân luân là như vậy, nhân là con người, đạo đức của con người. Còn lý là những cái nguyên tắc, nó có những cái nguyên tắc căn bản cho những cái hành động, những cái luật lệ, những cái nguyên tắc làm căn bản cho những cái luật lệ, cho những cách hành xử đó, là nhân, luân lý. Luân lý có thể là sự tóm tắt của luân thường đạo lý. Luân thường đạo lý, tiếng gọi tắt có luân thường đạo lý. Luân thường đạo lý, cái thường nó có nghĩa là chung, common, nó có nghĩa là thông thường, ai cũng chấp nhận hết, ai cũng phải chấp nhận hết, nó chung cho tất cả mọi người và nó cứ tiếp tục như vậy, chẳng phải khi thế này thế này, khi thế này thế khác. Luân thường, một cái những cái nguyên tắc hành xử giữa con người với con người được chấp nhận chung, là chung và thường xuyên cho tất cả mọi người. Đạo là con đường, lý là lý trí, hay là những nguyên lý, những cái principle, hay là những cái reason. Chữ lý nó có nghĩa, có hai nghĩa, ít nhất là có hai nghĩa. Một là cái những cái nguyên tắc, những cái principle, nguyên lý. Hai là những cái lý luận, reasoning. Tại vì mình phải dùng tới trí tuệ để mà xét. Mình không có dùng đức tin không, mình phải dùng trí tuệ để xét. Luân lý đạo đức phải có dùng tới trí tuệ. Trí tuệ là raison, reason, để mà quán chiếu, để mà khám phá ra được những cái nguyên tắc căn bản. Nguyên tắc căn bản nó làm nền tảng cho những cái hành xử. Cho nên gọi đúng là luân thường đạo lý. Luân thường đạo lý tức là những cái nguyên tắc căn bản nó tạo ra được cái đường đi. Con được cái đường đi, đạo là con đường đi. Con đường đi đó, con đường đi đó nó được biểu hiện bằng những cái lối hành xử giữa con người với con người được chấp nhận bởi tất cả mọi người. Luân thường đạo lý là như vậy. Đó là morality theo cái nghĩa của Đông Phương, của đạo học Đông Phương. Những nguyên tắc chỉ đạo, những cái lý luận nó đưa tới một con đường biểu hiện bằng những cái lối hành xử giữa con người và giữa với con người và được chấp nhận bởi tất cả mọi người. Đó là cái ý của người Á Đông về luân lý đạo đức. Còn cái chữ đạo đức này cũng là dịch là morality hay ethics. Nó gồm có chữ đạo là con đường, và đức tức là những cái tánh tốt. Đức là virtues, les vertus. Những đức tốt ví dụ như sự thành thật, lòng nhân từ, những cái đó nó làm cho mình có hạnh phúc và nó không làm đau khổ người khác. Đó gọi là những cái đức, những cái đức hạnh. Con đường, những cái đức hạnh nó cống hiến cho mình một con đường hành xử để mình không có đau khổ và mình không có làm cho người khác đau khổ, để cho mình có hạnh phúc và mình
có thể giúp cho người ta có hạnh phúc, gọi là đạo đức. Đạo và đức, hay là đạo đức. Mình có thể dịch chữ đạo đức là con đường và những cái đức hạnh, hoặc là những cái đức hạnh nó chỉ cho mình con đường hành sự. The virtues that show us the way to act, to behave. Những cái đức hạnh nó soi sáng cho mình, nó cho mình thấy một cái con đường để mình hành xử, để mình đừng có khổ đau, đừng làm người khổ đau, đừng để cho mình có hạnh phúc và do đó người khác có hạnh phúc. Đó là định nghĩa của chữ luân lý và đạo đức theo kiểu Đông Phương. Khi Đức Thế Tôn thành đạo thì Ngài lập tức nghĩ đến con đường. Chúng ta có danh từ thành đạo. Thành đạo có thể gọi là realizing the way, hoặc là getting enlightenment. Dưới cơ Bồ Đề, Đức Như Lai thành đạo. Thành đạo có nghĩa là gì? Thành đạo có nghĩa là giác ngộ hoàn toàn, giác ngộ, giải thoát. Vì cho nên chữ đạo này nó không phải chỉ có nghĩa con đường, mà nó có nghĩa là chân lý. Thành đạo tức là thấy được sự thật, thực hiện được cái sự thật, realization. Đạo đây tức là cái chân lý, cái sự thật, là một cái tuệ giác lớn, một cái vision, một cái insight rất lớn, nó làm cho mình giải thoát. Đạo là nó như vậy. Ở Đông Phương á, chữ đạo nó có nghĩa trước hết là con đường, và sau đó chữ đạo nó cũng có nghĩa là cái tuệ giác vô thường, cái tuệ giác sâu sắc. Và mình có thể nói đạo là cái tuệ giác lớn đó, và cũng là con đường để đi tới tuệ giác đó. Đạo là cái tuệ giác lớn, giải thoát, giác ngộ. Và đạo cũng là con đường để đưa tới tuệ giác đó. Chúng ta hay dịch tôn giáo, religion, là tôn giáo. Đúng ra thì viết là tôn giáo thì đúng hơn. Nhưng mà chữ tôn giáo nó cũng không có nghĩa religion. Tông tức là những cái truyền thống. Tông là truyền thống, như là tông phái. Một cái tradition, tông là tradition. Giáo tức là teaching. A tradition of teaching, of practice. Trong khi đó, religion trong cái văn mạch Tây Phương của nó có dính líu tới Thượng Đế, đấng tạo hóa, và niềm tin nơi đấng Thượng Đế đó, nơi đấng tạo hóa đó. Nhưng mà trong cái chữ tôn giáo thì không có hẳn là phải cần có niềm tin nơi một đấng Thượng Đế, một đấng tôn giáo thì mới có tôn giáo. Tôn giáo tức là traditional, the tradition of a teaching. Giáo này tức là dạy. Giáo này có nghĩa là dạy. Giáo này có nghĩa là teaching. Và có khi chúng ta dịch religion là đạo, như là đạo buộc, đạo chúa. Với chữ đạo này chỉ có nghĩa là con đường thôi. Con đường này dùng chữ đạo mà dịch chữ religion thì cũng không có đúng lắm. Tại vì trong religion thì thường thường là phải có đấng tạo hóa, phải có Thiên Chúa.
Nhưng mà đạo có thể là không có nói tới Thiên Chúa, nói tới tạo hóa. Bởi vậy cho nên chúng ta dịch religion là tôn giáo thì cũng không đúng lắm, dịch là đạo cũng không có đúng lắm. Nhưng mà ở trong đạo Bụt á, cái ý niệm về con đường rất là rõ. Con đường là Marga. Marga là con đường. Và chúng ta trong khóa tu này là học về con đường của Bụt và Buddha Marga. Buddha Marga. Buddha Marga. Cái bài giảng đầu tiên của Đức Thế Tôn là hướng về năm người bạn tu đã đặt nền tảng cho một nền đạo đức. Và cái bài giảng đó gọi là Chuyển Pháp Luân Kinh. Trong đó Ngài nói tới bốn sự thật, mầu nhiệm và con đường của sự tám sự hành trì chân chánh. Thì có thể là nói tới đạo đức Phật giáo, luân lý Phật giáo. Thì chúng ta phải nhắc tới cái bài kinh này. Sau khi thành đạo, thì Ngài muốn chia sẻ cái tuệ giác của Ngài. Sau khi thành đạo, Ngài đi chơi nhiều lắm. Ngài đi thiền hành, Ngài đi thăm hồ sen, Ngài ở trong rừng, Ngài chơi con nít. Có lẽ là trong cái thời gian mấy tuần lễ đó, Ngài có suy nghĩ làm sao để mà chia sẻ cái tự giác mà Ngài đạt được. Và Ngài nói bây giờ chia sẻ với ai? Thì Ngài nghĩ tới năm người bằng tu. Năm người bằng tu. Trong đó có Kiều Trần Như, Công Đà Na. Và từ vườn Nai ở Sát Náp, Ngài đi bộ. À không, và từ Bốt Gaya thì Ngài, tức là cây Bồ Đề ở Bốt Gaya, Ngài đi bộ về vườn Nai để đi tìm năm người bạn tu cũ. Ngài đã đi ít nhất là trong 2 tuần lễ thì mới tới. Nó đi trên những con đường ruộng, đi tìm thầy, đi tìm con, thầy đi tìm đệ tử. 5 người đệ tử đầu chuyến đi Ấn Độ vừa rồi á, thì tăng đoàn của mình đi xe bus từ Sát Nát, tức là vườn Nai, nơi mà Đức Thế Tôn nói bài pháp thoại đầu tiên cho 5 người bạn tu, đi về cây Bồ Đề. Chuyến đi cũng khá mệt nhọc, dầu là mình ngồi trên xe bus đàng hoàng, đi mấy giờ đồng hồ đó? Đi 6 giờ đồng hồ đi xe bus. Ngày xưa Đức Thế Tôn đã đi từng bước thiền hành, đi từ gốc cây Bồ Đề cho tới vườn Nai. Và Ngài nghe nói là 5 người bạn tu đó bây giờ đang ở vườn Nai, đang ở Lộc Uyển. Cho nên Ngài lên đường. Không có chắc là họ còn ở đó, nhưng mà vẫn đi thôi. May mắn cho Ngài và may mắn cho 5 vị kia là họ vẫn còn ở đó. Cho nên Đức Thế Tôn đã gặp họ. Và khi mà ngồi xuống chia sẻ thì Ngài nói về 4 sự thật và con đường của 8 sự hành trì chân chánh. Đó là nội dung của Chuyển Pháp Luân Kinh. Thì có thể Chuyển Pháp Luân Kinh là một cái tài liệu, nó làm căn bản cho nền đạo đức của Phật giáo. Tại vì nó rất là thực tế. Nó không phải là triết học, nó không phải là khoa học,
nó là đạo học, đạo đức học. Đức Thế Tôn nói về khổ đau của con người và làm thế nào để mà chuyển hóa khổ đau. Và Ngài cống hiến những cái phương pháp tu tập, Ngài cống hiến một con đường để chuyển hóa khổ đau. Và đó là nội dung của Tứ Diệu Đế, tức là bốn sự thực màu nhiệm. Tứ Diệu Đế là bốn sự thực cao quý màu nhiệm. Diệu là màu nhiệm. Có khi dịch là Tứ Thánh Đế. Tứ Thánh Đế tức là bốn sự thực thánh thiện. The four holy truths. The four holy truths, bốn sự thực thánh thiện. Và có khi dịch là Tứ Chân Đế. Tứ Chân Đế. Chân tức là chân thật. Nó không có giả dối. Nó là chánh hiệu con đai. Nó không phải là đồ giả. Nó là đồ thiệt. Và chữ diệu, chữ thánh, chữ chân đều là dịch từ cái chữ Arya. Arya là cao quý, là chân thật. Katvari Arya Satyana Satyani. Katvari là tứ, bốn. Arya là thánh, là diệu. Satyan Satya là đế. Đế là sự thực. Satya là đế. Kỳ này đi Ấn Độ, thầy được mời thuyết trình tại Quốc hội Ấn Độ về đề tài lãnh đạo như thế nào. Lãnh đạo với đức vô úy và với tâm từ bi. Tức là một bài giảng, một bài thuyết trình về cái con đường, về những đức tánh cần có của một vị lãnh đạo chính trị. Leading with courage and compassion. Thì người viết thơ mời thầy là chủ tịch của cái ủy ban văn hóa quốc tế, liên lạc văn hóa quốc tế của Quốc hội. Thì vị này đã mời thầy tới nhà để uống trà và có mời thầy lên thăm cái bàn thờ ở trên lầu của ông. Ông thuộc về giai cấp Bà La Môn. Ngày xưa ông là hoàng tử của một hoàng thái tử của một vương quốc ở Kashmir. Đáng lý ông cũng làm vua, nhưng mà ông đã chọn con đường dân chủ và ông đã trở thành dân biểu quốc hội. Và ông là một trong những người lớn nhất ở trong quốc hội. Thì trên bàn thờ của ông ta cũng có tượng Phật. Cũng có tượng Phật. Và ông nói thưa thầy, tôi cũng đọc Tam Quy. Tôi đọc Buddham Saranam Gacchami. Dhammam Saranam Gacchami. Nhưng mà tôi không có đọc Sangham Saranam Gacchami tại vì ở đây không có tăng. Miền Ấn Độ không có tăng đoàn. Cho nên tôi đọc Satyam Saranam Gacchami. Tức là con về nương tựa Bồ, con về nương tựa Pháp và con về nương tựa sự thật. Satya. Thay vì Sangham Saranam Gacchami thì ông đọc là Satyam Satyam Saranam Gacchami. Tức là con về nương tựa nơi sự thật.
không có tăng đoàn để quy y rất là buồn, cho nên phải quy y nơi sự thật. Và sự thật tức là đế, đế là sự thật. Satyam. Trở về quê hương á. Vậy thì theo cái bài giảng đầu tiên của Đức Thế Tôn đó, sự thật thứ nhất là có những cái khổ đau hiện thực trong cuộc đời. Và đó là sự thật đầu tiên. Dukkha. Mà mình dịch là yêu bình. Hay là khổ. Sự thật thứ nhất là khổ đế. Sự thật về khổ. Thì ngay cái câu đầu, ngay cái sự thực đầu cho chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn là một người rất là thực tế. Practical. Ngài không có để thì giờ để mà nói về vũ trụ vạn hữu, về ai sanh ra, ai tạo ra cái thế giới này. Ngài đưa mình trở về với cái sự thật là có những đau khổ ở trong lòng mình và trong xã hội. Đó là một sự thật. Đó là đối tượng của sự chú ý. Đó là công việc mình phải làm, nhận diện sự có mặt của khổ đau để giải quyết những khổ đau. Và đạo đức học, luân lý học là như vậy. Thay vì phóng cái tâm mình ra vũ trụ tinh tú để nghiên cứu, để tìm hiểu, thì mình đem cái tâm mình về xét lại cái thân phận của con người với những cái khổ đau, những cái bức xúc, những khó khăn để tìm cách mà giải quyết. Và đạo đức học, luân lý học là để tìm ra con đường, cách hành xử, what we ought to do, what we ought to be. Tức là triết học đây là triết học hành động, chứ không phải là lý thuyết. Và có một số các vị đệ tử của Ngài không có nắm được cái ý chí của Ngài. Thì nghe Ngài nói rằng là đau khổ là một sự thật. Thì mới tìm cách để chứng minh rằng đau khổ là một sự thật, để hết tất cả thời giờ của mình để chứng minh rằng tất cả đều là khổ hết. Sanh ra cũng khổ, mà già cũng khổ, mà bệnh cũng khổ, mà chết cũng khổ, cái gì cũng khổ hết á. Là để chứng minh lời của Bụt là đúng. Nhưng mà mục đích của Bụt đâu có phải là nói rằng tất cả đều là khổ. Bụt chỉ muốn nói rằng cái khổ có đó, phải xử lý nó, phải chuyển hóa nó. Chứ Bụt đâu có nói rằng tất cả đều là khổ. Không có gì vui hết. Và có rất nhiều người theo cái đà lý luận đó nói rằng là khổ nó có ba loại. Cái loại thứ nhất gọi là khổ khổ, tức là cái từ thân của khổ là khổ. Ví dụ đau răng là khổ, đó là khổ khổ. Mất người thương là khổ, đó là khổ khổ. Thì cái khổ mà cho là cái khổ là đúng rồi. Nó có hành khổ. Hành khổ, hành đây tức là những cái hiện tượng. Chứ hành đây là formation. Dịch tiếng Anh là formation. All formations. All formations are suffering. Ví dụ như là cái đau răng của mình là một hành.
cái đau răng mình là khổ đã đành rồi. Nhưng mà khi không có đau răng thì cũng khổ. Là tại cái răng mình là một cái hành, răng mình là một cái formation. Formation tiếng Phạn là samskita, sanskara. Và cái chữ hành này là một cái danh từ chuyên môn của Đạo Phật. Tất cả các hiện tượng do các nguyên nhân tập hợp lại đều là các hành. Ví dụ cái bông này là một hành. Ở trong này có hạt giống của bông, có đám mây, có mặt trời, có đất, có phân, có người làm vườn. Tất cả những cái đó là những cái điều kiện nó đưa tới cái bông. Thì tất cả những cái gì mà do các điều kiện đưa tới đều bị hiện ra đều gọi là hành hết. Và trong kinh có nói chư hành vô thường, tức là các hành đều vô thường hết. Đó là một sự thật. Không có cái hành nào là không vô thường, không có sự vật nào là không vô thường. Không những cái đau răng của mình nó cũng vô thường, mà cái răng của mình nó cũng vô thường. Cái đó là rất đúng, không có cái gì là không vô thường hết. Chư hành vô thường, đó là chính lời nói của Bụt. Nhưng mà đây người ta muốn nói chư hành là khổ. Hễ nó là hành là nó là khổ. Thành ra đau răng cũng khổ, mà không đau răng cũng khổ. Hễ có răng là có khổ. Khi răng đau cũng đã khổ đã đành, mà khi răng chưa đau cũng khổ. Đó là hơi ép buộc, hơi ấp, hơi cưỡng ép. Vậy thì nếu mà tất cả các hành là khổ rồi thì có cái gì là không khổ đâu. Rồi có cái thêm cái thứ ba là hoại khổ. Tức là cái gì cũng tàn hoại hết. Cái gì cũng tàn hoại. Nó chưa tàn hoại, nhưng mà nó sẽ tàn hoại. Vậy vì vậy cho nên nó tàn hoại, nó khổ. Nó chưa tàn hoại, cũng khổ như thường. Thành ra cái quan điểm đó, nó chứng tỏ là cái người đó muốn rất là thao thức, muốn chứng tỏ lời Bụt là đúng, là tất cả đều là khổ. Nhưng mà mục đích của Bụt đâu có nói tất cả là khổ đâu. Bụt nói cái khổ đang có mặt và phải tìm cách giải quyết cái khổ. Chúng ta phải thông minh một chút. Chúng ta đừng có bị giáo điều, chúng ta đừng có hiểu lầm cái ý của Bụt. Mục đích của Bụt không phải là nói tất cả đều khổ, thôi chết đi cho rồi. Bụt không có nói như vậy. Bụt nói cái khổ nó đang có mặt, phải xử lý cái khổ, phải chuyển hóa cái khổ. Thành ra bây giờ khi mà quý vị giảng về sự thật thứ nhất thì quý vị phải khôn khéo, đừng có theo cái kiểu nói là tất cả là khổ, tất cả là vô thường nó đúng, tất cả là vô ngã là đúng, nhưng mà tất cả là khổ nghe e rằng không có đúng. Trong xã hội mình á, thường thường khi mà sinh ra một đứa con thì đó là cái niềm vui. Sinh ra một đứa con là niềm vui. Và đến khi mà mình gặp ngày sinh nhật mình á, thì mình ăn sinh nhật, mình hát là happy birthday. Nhưng tại sao nói sanh ra là khổ? Nếu chấp nhận là sanh ra là khổ thì thôi đừng có hát bài happy birthday to you gì hết á. Đừng có ăn mừng sinh nhật làm gì hết á. Nói cái gì cũng khổ hết, sanh cũng khổ, già cũng khổ. Già khi vui lắm á. Thầy già thầy nó thể biết. Già cũng có thể rất là vui. Già trong người mình nó không có những cái năng lượng quá bồng bột. Nó không có những cái thúc mà bức xúc của tuổi trẻ. Già nó rất là relax. Nó rất là đầm mà. Và mình sống sâu sắc được. Mình có tự giác. Thành già hẳn là khổ đâu. Đừng có sợ, đừng có sợ già. Già rất là hay. Khi mình còn trẻ giống như một dòng suối nhảy múa trên núi thì mình thao thức, mình muốn đi càng sớm càng tốt.
đi tới biển, đi ra ngoài biển càng sớm càng tốt. Nhưng mà khi mình chảy xuống đồng bằng rồi thì mình trở thành dòng sông đi chậm lại. Và khi mà dòng sông đi chậm lại thì bắt đầu thấy mây trời nó hiện ra trong lòng của mình. Và dòng sông phản chiếu được trời xanh mây trắng, nó có sự tĩnh lặng. Thành đâu phải là chỉ là dòng suối mới là vui, mà khi thành dòng sông chảy chậm chậm cũng vui lắm. Và bệnh là khổ. Bây giờ đây mình đồng ý bệnh là khổ, nhưng mà nhìn cho kỹ lại. Và trong kinh cũng có nói, bệnh nó giúp cho mình có tuệ giác. Nếu mà mình không có bệnh, mình không biết bệnh là gì, thì mình rất là xa với thực tế. Khi mà mình còn là con nít, mà nếu mình không có bệnh lên bệnh xuống, thì cái hệ thống miễn nhiễm của mình rất là yếu, mình có thể chết bất cứ lúc nào. Nhờ em bé nó bệnh lên bệnh xuống cho nên trong người nó mới tạo ra được cái hệ thống miễn nhiễm, cái immune system nó mạnh. Và nhờ có cái hệ thống miễn nhiễm nó mạnh thì em bé lớn lên mới chống đỡ được biết bao nhiêu là sự thâm nhập của các con vi khuẩn ở ngoài. Vì vậy cho nên bệnh lên bệnh xuống của em bé nó làm cho em bé mạnh lên và có khả năng chống lại những cái bệnh tật. Thành cái bệnh cũng hẳn là một cái gì tiêu cực. Trong lòng Bảo Vân Tâm Ngồi nói, mình nếu mà không có bệnh thì mình cái tham dục nó nổi lên. Và vì vậy cho nên thỉnh thoảng bệnh một cái đó cũng rất là hay. Thì cái điều đó các thầy, các sư cô và các vị Phật tử cũng biết rằng đôi khi bệnh mình mới có thời giờ nằm yên, rồi mình mới quán chiếu lại, rồi mình thấy rằng có sức khỏe là tốt. Thành cái bệnh chưa chắc chỉ là khổ không, nó cũng là một cái trợ duyên rất là tốt cho cái sự lớn lên, có cái hạnh phúc của mình. Cho nên cái bệnh không hẳn là khổ, nó có thể là một cái trợ duyên của hạnh phúc. Và cái chết cũng vậy. Thường là nó chết khổ, nhưng mà nếu không có chết thì làm sao có sống được. Nếu không chết thì đất đâu để cho con cháu mình sống? Con cháu mình đâu có tương lai gì đâu. Mình cứ già khú rồi thì 100 tuổi, 5 năm tuổi, 5.000 tuổi rồi đi lòm còm đầy trên trái đất này, toàn là những người đi lòm còm, vừa đi vừa ho, vừa đi vừa trên đất này không có chỗ để cho con nít nữa. Và mình thấy rằng trong cơ thể của mình, nếu những tế bào không có chết thì làm sao có những tế bào mới nó sinh ra được để cho mình lớn lên. Cho nên cái chết nó rất là cần thiết. Mà khi mình chết với tuệ giác, thấy rằng chết mà không chết là để chỗ cho mình tái sinh, thì cái chết đó không phải là khổ nữa. Vậy vậy nên, cho nên cái kiểu ngày xưa mà diễn tả cái đệ nhất khổ đế là nó xưa quá rồi. Sanh ra là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cái này cái kia là khổ. Thì bây giờ mình phải nhận thức cái khổ của bây giờ nó như thế nào. Ngày xưa đó nó chưa có cái hiện tượng hâm nóng địa cầu đó. Bây giờ hâm nóng địa cầu là một cái khổ lớn của con người, một cái tai nạn. Và mình phải diễn ta khổ đế là hiện bây giờ đang có cái hiện tượng khổ đau đó, là địa cầu đang bị hâm nóng, thời tiết nó đang thay đổi, weather change. Đó là một cái đe dọa. Và mình phải có thời gian ngồi xuống để mà quán chiếu, để mà tìm cách chuyển hóa. Và bây giờ có rất là nhiều bạo động. Rất là nhiều bạo động trong xã hội. Rất là nhiều khủng bố, bạo động và khủng bố. Đó là những cái khổ mới. Đó là những khổ mới mà ngày xưa không có. Và có rất nhiều người bị mắc bệnh tâm thần. Có rất nhiều chiến tranh giữa các tôn giáo với nhau. Đó là những cái khổ mà mình phải liệt kê ra để quán chiếu, phải nhận thức những cái khổ đó. Cuồng tín, chia rẽ, bạo động, khủng bố, khủng hoảng kinh tế, sự tiêu diệt của môi trường sinh sống. Tất cả những cái khổ đó là phải được nhận diện. Và mình phải có cái nhìn mới về khổ đế. Và mình phải biết là con đường
phải thấy được con đường để đưa tới cái sự chuyển hóa những cái khổ đó. Nên đây là sự thực của khổ đế. Sự thực đầu tiên là khổ. Phải nhận diện, phải gọi tên. Phải nhận diện, phải gọi tên những cái khổ của mình. Những cái khổ đích thực của mình. Những cái khổ chung của nhân loại, của mọi loài. Và cái khổ riêng của chính mình. Có những cái khổ của riêng mình nó có dính líu tới cái khổ của tất cả trái đất. Trong đó có con người và các chúng loài khác. Nhưng mà chúng ta cũng có những cái nỗi khổ niềm đau riêng. Và chúng ta phải nhận diện cái nỗi khổ niềm đau của mình. Có thể đó là sự tuyệt vọng. Có thể đó là sự hận thù. Có thể đó là sự lo lắng. Và mình phải công nhận cái khổ đó để tìm một con đường chuyển hóa cái khổ đó. Thì vấn đề không phải là tìm cách để chứng minh đời là khổ, mà vấn đề là phải gọi đúng tên của cái khổ đó, nhận thức nó là có thật để tìm đường chuyển hóa. Mà muốn thấy được con đường chuyển hóa khổ đau thì mình phải thấy được những cái gốc rễ của khổ đau. Ví dụ như là muốn chuyển hóa cái tình trạng hâm nóng địa cầu thì mình phải thấy tại sao có cái hiện tượng hâm nóng địa cầu. Cái cách mình tiêu thụ hàng ngày, sử dụng xe hơi, phá hủy rừng cây, nuôi súc vật để ăn thịt. Tất cả những cái đó đều đóng góp vào cái hiện tượng hâm nóng địa cầu. Vì vậy cho nên cái sự thực thứ hai phải tìm thấy. Cái sự thực thứ hai là tập đế. Samudaya. Accumulation. Roots of suffering. Tập đế. Tập tức là dồn chứa lại. Tập nó có nghĩa là chiêu tụ, tức là tom góp lại, làm cho nhiều, dồn chứa lại, accumulation. Tại chúng ta sử dụng xe hơi nhiều quá, chúng ta đốt rừng, phá rừng nhiều quá, chúng ta ăn thịt nhiều quá, chúng ta tiêu thụ nhiều quá, chúng ta làm cho cái chất oxit carbonic nó được nó bị phát tiết ra nhiều quá, cho nên mới có cái hiện tượng hâm nóng địa cầu. Thì phải tìm ra cái nguyên nhân và sự thật thứ hai. Nếu không có thấy thực sự thứ hai, đừng có mong rằng mà có thể chuyển hóa khổ đau được. Tức là nhìn vào trong bản chất của cái khổ để tìm ra cái nguyên do. Và là the making of ill-being. Cái sự thật thứ nhất là ill-being, khổ. Và sự thật thứ hai là cái khổ đó từ đâu mà tới. The making of ill-being. Nó thấy cho được, thấy cho rõ. Thì đây đã là đóng góp của đạo Bụt cho một nền luân lý đạo đức hoàn cầu rồi. Và rất là thực tế, không có nói trên trời dưới biển, và đưa người ta trở về với cái sự thật là có những đau khổ hiện thực và mình phải làm cách nào để mình nhận diện được những cái gốc rễ đã đưa tới cái đau khổ hiện thực đó. Đó là những nguyên tắc căn bản, nó đưa mình tới cái thấy về một cái nền đạo đức hoàn toàn toàn cầu. Và cái nguyên tắc khổ và tập này nó áp dụng cho bản thân của mình, cá nhân của mình. Mình có những cái nỗi khổ niềm đau về vật chất, về tinh thần. Mình phải nhìn cho sâu để thấy rằng những cái khổ đau của mình đó là từ đâu mà tới. Thì mình mới giải quyết được. Thì đây là nguyên tắc y khoa, cũng giống như nguyên tắc y khoa. Mình có bệnh, thì cái bệnh đó
là do cái nguyên do nào. Đôi khi do ăn uống, đôi khi do sống quá nhiều lo lắng, đôi khi làm việc quá nhiều, không có thì giờ để buông thư. Thì mình phải tìm ra tất cả những nguyên do đó. Chưa tìm ra được nguyên do thì đừng có hy vọng chuyển hóa được những con đó. Thì với bản thân của mình là như vậy, mà đối với thế giới cũng như vậy. Thế giới có những khổ đau nào, những khó khăn nào, không phải là thế giới con người mà thôi, mà thế giới của vạn vật. Và những khổ đau của thế giới là có nguồn gốc từ chỗ nào? Tại sao có cuộc khủng hoảng kinh tế bây giờ? Tại sao có cái sự ô nhiễm môi trường bây giờ? Tại sao có tình trạng hâm nóng địa cầu bây giờ? Tại sao có quá nhiều bạo lực, nhiều căm thù, nhiều bạo động? Thì đặt câu hỏi đó, rồi tìm ra sự thứ hai. Đó là tập đế. Khổ đế là sự thật thứ nhất. Thứ hai là tập đế. Tập đế nói cho đủ là khổ tập đế. Khổ tức là sự thật thứ nhất. Sự thật thứ hai là khổ tập, tức là sự tích tụ, sự làm ra cái khổ, nguyên do làm ra cái khổ gọi là khổ tập. Thường chúng ta thường hay nói sự thật thứ nhất là khổ, sự thật thứ hai là tập, nhưng mà nói cho đúng là khổ tập, tức là những nguyên nhân đưa tới đau khổ gọi là khổ tập. The making of suffering, chẳng phải the making không, the making of suffering. Và các nền đạo đức khác, các tôn giáo khác, các trường thống khác cũng được mình mời để quán chiếu. Thì dẫu anh là người Cơ Đốc giáo, chị là người Do Thái giáo, em là người Hồi giáo, thì em vẫn, chị vẫn, anh vẫn công nhận là những khổ đau nó đang có thật. Và những khổ đau đó nó có nguyên nhân, nó có gốc rễ gần và xa. Mình có thể ngồi xuống với nhau để mà tìm ra những cái nguyên nhân đó. Không phải là vì anh là người Hồi giáo, chị là người Cơ Đốc giáo, em là người Do Thái giáo mà chúng ta không có làm việc chung và chúng ta không có đồng ý chung về vấn đề này. Và vì vậy cho nên trước hết chúng ta phải gọi tên những cái khổ đau đang có mặt trong ta và trong quanh ta. Và thứ hai là chúng ta phải nhìn cho kỹ, nhìn cho sâu để nhận diện được những cái nguyên do, những cái gốc rễ nó đã đưa tới khổ đau đó. Thì đó là phương pháp của Đạo Phật. Nó không đòi hỏi mình có một đức tin nơi bất cứ ai hết. Không cần tin Phật, không cần tin Bồ Tát, không cần tin Thượng Đế, không cần tin ai hết. Chỉ dùng cái trí tuệ của mình mà thôi, để công nhận là có sự, có khổ đau và có những nguyên do đưa tới khổ đau. Và vì vậy cho nên cái những đóng góp của Đạo Bụt đó, nó không có tính cách tôn giáo, nó có tính cách tuệ giác và kinh nghiệm. Thì cái văn bản tuyên cáo ở tại Chicago về một nền đạo đức toàn cầu đã được ký bởi nhiều đại diện của các tôn giáo khác nhau. Quý vị đọc, quý vị thấy, đọc, trong khi đọc thì mình phải quán chiếu, mình phải thấy Đạo Phật có thể đóng góp được gì. Và đọc với đọc với cái tự do nhận thức của mình. Và khi mà đọc với cái tinh thần đó thì mình sẽ có tuệ giác, mình sẽ có thể bổ túc được, mình có thể đem ra những đóng góp của mình.